À, rất phi thường. Cái ra ngã đấy, cái thằng ngã đấy. Chú ơi, chú không muốn quay người đúng không? Không quay trẻ con đúng không chú? Thế quay bánh được không chú? Được. Thế, bánh cho ngon. Ngon. Nó không ngơi mồm nhỉ? À, không ngơi mồm ấy. Chú ạ? Bây giờ đang 3.400 tuổi rồi. Bây giờ chú biết chơi game gì? Ra đi. Nói. Chú. Ra kìa. Chú biết chơi game gì bây giờ ấy? Rác rơi mẹ xong kìa. Cẩn thận ngã. Ngã thì bình thường coi. Chú bây giờ chú bao nhiêu cân? 5 kỳ à? 8.700 cân. Cháu hỏi thật bao nhiêu? 80. Phép. Cầm cân lên đây 1 cân. Có thằng còn hơn cả chú nha. 53 cân. Vừa học lớp 4 rồi. 53 cân. Còn Hải 60 mấy cân. Đừng có vứt cái đấy xuống đấy. Vứt nó làm rơi. Tôi được ăn đâu? Ai phải ăn bánh trời thì vứt xuống ao nhá. Đeo. Đây ta bánh nào ăn vỏ đây nhá. Vứt cái chỗ ấy đấy. Chú chú, con này giúp tôi một bên này. Có mặc áo giá lớn như tôi chú. Đây, không có dính đớt. Chú. Nói. Cái gì? Chú biết chơi game gì? Biết chơi. Game gì cũng biết chơi. Thế cháu chưa? Cháu lên quân với cháu không? Lên quân á? Ừ. Lâu không chơi quên à? Solo là lửa cháu trong công đâm nó luôn. Solo lửa chua không?